còn cái bài đưa đò này nè cháu cũng chưa thuộc nữa. Dạ, bài đưa đò đâu ông đọc bài. Quỳnh Long Mãn Địa Tạ Phi Lai, Phước Thọ Thâm Ân Sách Triệt Khai, Sổ Sách Nhân Sanh Tầm Đại Đạo. Mi ơi, tiền Mi đâu? Tiền tôi để trên ông bổn sư Kỳ Hương Minh Dương Giáo Đạo con đi đò. Cháu thuộc bài đó đã nữa là cũng có lý đó để vững ở trong mình. Yeah. Nếu không thuộc cái bài đưa đò đó, không cho đi qua đò. Không, ông hai ơi, ông hai cho lang thang con với mấy anh em hỏi ông hai là cái màn này á ông hai, là giống như trong sấm giảng của thầy để lại á ông hai, là thấy nó giống như là hay chắc nhóc hoặc trơn đóng đóng nghe ông hai. Đó là đúng theo sấm giảng của thầy, chỉ có con đường tu mới được hết, mới xóa được cái tội nghiệp đó hay sao ông hai? Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Ngày xưa chưa có mưa rào, cũng như đạo hạnh sắc màu chưa thông. Thầy hỏi ra, cháu hỏi. Dạ, thì mô Phật. Thì thưa ông, thì hôm nay con đi đến đây thì có câu hỏi là con nhờ ông giải đáp giùm. Thì tình hình đó là dịch bệnh bây giờ đang tràn lan nè ông. Thì cái này có phải là cái có người nói là cái nghiệp quả mà bây giờ những cái con dịch bệnh này nè, con virus này nè, nó trở lại nó đòi mình không ông? Cái virus này nó ở nước ngoài lắm. Dạ. Từ từ nó mới đi vô. Mà vô bây giờ tới cái tỉnh Long An rồi. Dạ. Lai rai chết lai rai rồi. Dạ. Đó. Bây giờ ở trong mình đây mấy cái tỉnh mình trong này mình phòng thủ. Đó. Nó vậy thôi. Dạ, thì có cái lời khuyên nào ông khuyên bà con tu có thể vượt qua cái con virus này không anh? Không. Thì mình tu lần cho giải thoát con người mình được khỏe mạnh vậy thôi. Chứ cái con đó mình biết đâu có được. Nó như con bồ hông rồi mà nó chung vô lô mũi rồi. Thì cháu thọ kể vậy cháu đi đi. Xui tai nhắm mắt. Dạ. Nó, bởi vì sợ nè. Dạ. Mấy tháng này tôi biểu mấy cháu tôi kìa phòng thủ. Phòng thủ lo vậy đó. Dạ. Ông hai ông có hỏi... nói về cho chúng con biết về cái hội Long Hoa không ha? À, hội Long Hoa hả? Dạ. Chưa tới. Dạ. Từ từ. Chứ cái hội Long Hoa mà biểu tới liền sao được? Dạ. Đó là cái hội Long Hoa đó, từ từ nó tới. Còn hồi trước á, ông hồi còn nhỏ ha, nhỏ hơn cháu nữa. Dạ. Là cây chổi mà kêu sao chổi nó mọc trên trời đó. Là nó trở cái cán vô trong Việt Nam mình, còn trở cái đầu nó ra ngoài á. Yeah. Cái đầu chổi trở ngoài á. Hồi đó ông còn nhỏ. Yeah. Mà coi sao nó mọc trên trời đó, giờ ông coi vậy đó. Nhớ tới bây giờ. Mà thiệt, tới bây giờ rõ ràng. Cái sao chổi đó mới đọc, mà nghe đã được biết vậy. Yeah. Vậy là cái cây sao chổi đưa ra ngoài là dân ở ngoài chứ chết, chứ Việt Nam là không chết ha? Cũng chết vậy mà đều chót. Chót ha. Bị cái cán. À, cái cán nằm ở trong nước Việt mình. À vậy ha, vậy là à, đó, vậy ha, chót. Ờ. Màn chót. Ông hai con có nghe nói câu là cõi phương Nam cõi phương Nam gì, phương Nam là cõi trung ương vậy đó ông hai. Sau này sẽ có Phật tiên tại thế á. Ờ. Cõi trung ương. Dạ, xây chuyển phương Nam. Ông giải giùm con làm sao mà gọi là cõi trung ương không? Cõi trung ương là nhằm cõi Việt Nam. Dạ. Ngày sau sẽ có Phật tiên tại thế. Dạ. Đó. Con cháu nó ương hoài là nó vậy đó thôi. Dạ. Phật dương hả ông? Phật dương tại thế hả? Phật dương là cái đó qua bên Kim Cổ rồi, qua bên ấy rồi.
Còn cháu mới hỏi là tôi nói vậy qua vậy đó thôi đó. Dạ, cũng như Phật Dương là sao không? Phật Dương là sao mà tại thế tại Việt Nam? Phật đưa Dương nữa. Dạ. Chừng nào là đến hậu hôm qua đó. Dạ. Thì Phật Dương là mới lộ ra. Dạ. Đó. Phật Dương sao mới trị chúng thế giới mới bình yên. Còn bây giờ nó chưa có bình. Dạ. Bây giờ nó cũng đó, chỗ này vậy, chỗ kia khác, cái chỗ nọ lung tung lắm. Biết không? Kể hết không nổi. Là gì? Ghê không lang thang. Đó. Bây giờ hai cháu thì ở bên chợ mới phải không? Dạ, bên Long Xuyên. Long Xuyên mình đây hả? Dạ. Long Xuyên là cháu nằm chỗ nào? Ngay chân trung tâm thành phố Long Xuyên. Nó trung tâm thành phố Long Xuyên. Dạ. Nhưng mà cháu hỏi đây là cháu ở bên từ thiện. Dạ. Là tôi mới dám nói kinh giảng này kia nọ. Dạ. Nhưng mà trước giờ ông có khi mà là lớn tuổi gì đó là ông chắc cũng thời đó là ông biết Đức Thầy hả? Đức Thầy là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Dạ. Đó trên Hòa Hảo Tổ Đình. Dạ. Đó cái khai sáng nền đạo năm đó. Dạ. Năm Pháp vô á. Dạ. Pháp vô đó. Ông mới khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo này. Dạ. Là tại Tổ Đình Hòa Hảo. Dạ. Rồi ổng mấy là cũng thường người thường vậy ha. Dạ. Rồi Tây nó mới bắt ổng. Dạ. Bắt ổng là mà đem xuống dưới mà nó đè nó hỏi vụ này vụ kia hay không. Dạ. Dạ. Cái rồi mới bắt người nào lại hỏi lại ông Tư đó hay không. Dạ. Ông Tư. Ông cái người này người nào ông Tư? Cái tại lãnh. Này Hòa Hảo. Thôi Hòa Hảo êm cho, không bắt thả tôi gì à. Dạ. Theo thầy mình bây giờ mến đạo mà ổng đi đâu mất tiêu luôn. Dạ. Đi cái năm đó là năm sau Tào Pháp. Dạ. Đi ngay trăng Tào Pháp đó đi. Đi mà tới bây giờ ổng chưa về. Đức Thầy có hẹn ngày về không ông? Hẹn chứ. Dạ. Thầy mình đó, Đức Thầy đó là hẹn là sao ông vừa là y trân như cái áo dài mà bận đứng đó vậy. Vậy hả? Bận áo dài đó. Vậy là mà con... kỳ đó ông lên tại Long Xuyên là ông lên đài đăng đó, ông thuyết pháp đó. Dạ. Ông nói cho các nhân gia đồng đạo nghe, người tu nghe đó. Đi sao về vậy ha? Vậy y trân vậy đó. Vậy mà con nghe nói là có cái câu mà Đức Thầy nó mượn xác phàm đó. Đi xuống giáo hóa chúng sanh đó. Thì bây giờ con nghe nói Đức Thầy, nếu mà bây giờ Đức Thầy đi là trả cái xác phàm lại, rồi sau này Đức Thầy là sẽ đi về là cái thành tiên thành Phật rồi. Thì cái lấy cái xác Phật đó thì đương nhiên chắc đẹp hơn quá không? Không có xác đẹp hơn, y chân vậy. Vậy ha. Còn cái ngày đó nói cho cháu nghe. Dạ. Là cái ngày đó pháp nó mạnh hành. Yeah, đấy không? Dạ. Yeah. Ở dưới rừng Trà Là, ở dưới gì kêu tuốt ở dưới rừng Trà Là chỗ Minh Hải Cà Mau Trà Là qua bên đây Trà Là đó. Dạ. Yeah. Là lúc đó ông Mười Trí là ông ở dưới đó, máy bay nó vô nó phè máy bay của Pháp đó. Nó bỏ bom xuống chết không biết bao nhiêu. Dạ. Rồi ông Tư này ổng mới xuất thân đi tới dưới. Dạ. Xuất thân đi tới dưới cái ổng nói tầy ơi quá sức ha. Thôi mà nó xè hoài máy bay đó, nó xè nó đảo trên hoài. Ổng đâu là bay đem để tao hai cái súng đi. Mà súng bút đó, súng bút. Dạ. Của Tây hồi đó. Ông cặp lại hai cái súng vậy nè. Ổng nào xè hoài mà nó chưa liệu mà ổng lưng bom trước chết nhiều người nha. Xè. Yeah. Hoài cái ổng chấp hai cây súng lại về nè, ổng nguyện sau đó ổng bắn rớt hai chiếc máy bay. Yeah. Trúng thùng xăng rớt liền. Yeah, ha. Mấy chiếc kia bay trở về hết. Yeah. Cái đó rồi mấy ổng sắp sạn vậy nè ông Tư á. Yeah. Thôi xác chết này đem lại sắp đi, sắp hàng hàng mấy trăm người. Sắp hàng với hàng tại đệm sắp vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi ông mới đốt nhang ông tế chiến sĩ. Dạ. Yeah. Cầu nguyện được tế đó. Dạ. Yeah.
Bởi vậy cái bài đó ông cũng thuộc đây nè. Dạ, đâu ông đọc lại giùm con không? Ừ. Cái ông chấp hương lên vậy đàng hoàng ông Nguyễn. Rừng trà là, rừng trà là giảng tê, rừng trà là giảng tê. Các anh em đồng chí chết quá nhiều nên bây giờ tôi xuống cứu được thằng nào. Cái nguyện rồi em, ông đốt nhang cắm rồi, mấy người sống còn đó, với ông sống còn đó, mấy cấp nhang đốt rồi, rồi đốt nhang rồi khiêng đi chôn. Khiêng vô đào hầm chôn, trời ơi chôn chết đó. Cái rồi còn một mớ đó. Cái ông nói giờ thôi, các anh em, anh em chiến sĩ, ông Tư mình á, bây giờ để tôi nói một câu này, đi theo tôi, một mớ còn sống để đi theo tôi hết, đó mấy nam nữ ai trai già trẻ gì mấy, mấy nắm giặt áo dài ông vậy nè, nắm ông dắt đi, đi qua U Minh Thượng Hạ này là ở nè. Rồi tới bây giờ cái ông đóng quốc tiêu không có về đây nữa. Bởi nói cho cháu nghe tao còn tức nữa nè. Rừng trà là giảng tê, rừng trà là giảng tê. Tức lòng thành cầu chúc cho vong linh nơi xa trường cùng các sĩ binh. Vườn thơm tiệt mạng hiên mình non sông. Đó mới không hổ giống dòng Nam Việt. Ngồi nêu lên khi thiết lạc hồng. Nói là Nam Mô A Di Đà Phật cái dứt rồi ông dắt đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật hay quá ông ơi. Đó là ông giảng ông coi ông thuộc đó. Hay quá. Dắt đi. Đi tới bây giờ mà thầy mình là Đức Quỳnh Giáo Chủ không có về đây là cái vấn đề không biết đi đâu. Đó, vậy thôi mới chắc. Nhưng mà thầy có nói là sau này nếu mà bệnh dịch mà hoành hành nhiều á thầy sẽ về cứu độ bà con, cứu dân. Thì cứu chứ sao không cứu. Cứu là cứu người tu. Còn người hung trùng tàn bạo khó bề giải khuyên chết chết trân. Bây giờ con có đi trên tổ định đến chưa? Dạ có. Tổ định hòa hảo của đức ông đức bà. Và nhà của thầy cũng ở đó. Rồi mới xuống cái chùa hòa hảo đó lên xuống tay nó cho ông Tư ha một chiếc xe. Đức ông chiếc xe. Bây giờ hai chiếc xe hơi còn đánh đó. Vậy thôi. Mà thầy hồi đó nó sợ. Nó sợ ông Tư dữ lắm. Sợ ông thầy á. Sau này cháu biết thấy không? Sau này vừa qua Pháp ấy. Vừa qua cái tàu Pháp ấy. Tới tàu Mỹ. Tới tàu Mỹ con, con mũi qua. Quên đó. Bây giờ nói cái ký kết hợp định Geneva đó. Lào trước đó. Ông học có học không nhớ. Ký kết hiệp định Geneva. Đó là các nước mới hiệp đó. Là lúc đó Tây nó còn ở ngoài Sài Gòn. Nó đóng quân ở ngoài á là vô trước hết trơn nghe. Cái Nhật, cái nước Nhật vô. Nước Nhật vô ra là ông có cái đoạn giảng nào ông tặng cho con không? Giảng của Đức Thầy, giáo lý Đức Thầy á, ngâm á, ngâm á. Tặng á. Dạ tặng cho con á. Trời ơi lâu quá, bị lâu quá bây giờ bác cũng ông cũng quên nữa. Quên ha, nhớ đoạn nào không? Đoạn nào cũng được. Cũng nhớ một hai đoạn vậy thôi. Dạ. Còn cái bài đưa đò này nè. Cháu cũng chưa thuộc nữa.
Dạ, bảy chữ đò đâu ông đọc mình. Quỳnh Long Mãn Địa Tạ Phi Lai Phước Thọ Thâm Ân Sắc Tiệp Khai Sổ Sách Nhân Sanh Tầm Đại Đạo. Mi ơi, tiền Mi đâu? Tiền tôi để trên ông bổn sư Kỳ Hương Minh Dương giáo đạo con đi đò. Cháu thuộc bài đó đã nữa là cũng cũng có lý đó để vững ở trong mình. Yeah. Nếu không thuộc cái bài đưa đò đó không cho đi qua đò. Vậy sao? Nước thành biển hết trơn mà. Dạ dạ. Sông dưới núi trước đây thì bây giờ con mắt mình ngó ai? Dạ. Sao dòm không thấy yeah. Núi non bay đi ra ngoài biển yeah. Liền không anh? Đó là đền vàng của vua mới đổ lên. Dạ. Thất Sơn nè. Dạ. Núi cấm, núi dài mới lộ lên cây cột cờ bằng vàng. Dạ. Lá cờ cũng bằng vàng chiếu hào quang ra các nước. Bởi vậy nói cháu 18 nước nó kéo vô. Dạ. 18 nước nữa nó kéo vô. Dạ. Vậy đó. Chết rồi. Dạ. Chết ta là xác thay nằm trôi nghỉnh ngang như như đã. Dạ. Như củi. Nó chết á. Dạ. Còn cái này chết về cái út này đó là mình bởi vì giờ là phòng thủ nè. Dạ. Nước ngoài nó chết nhiều. Dạ. Ở vô giờ tới tỉnh Long An rồi. Dạ. Tỉnh Long An tới đây vậy cháu gọi mà ba xa. Dạ. Đây người ta kêu ổng độc giả. Cũng đó mà 7 7 tỉnh này ở trong vùng 4. Dạ. 7 tỉnh trong vùng 4 nè, cũng phải cố phòng thủ. Dạ. Vậy đó thôi. Dạ, bởi vậy. Bây giờ còn còn cái nào mà ngâm tặng con vài câu nữa đang con về nè. Thôi dốc gì về. Đâu rồi? Nói cháu nghe đây rồi cháu nói sao ta ông thuộc rành giảng kinh dữ vậy. Yeah. Hồi trước là lên cái pháo đài nó giảng cất đều trơn đó phải không? Dạ. Yeah. Rồi đó ông là nó giảng đó, lên nó giảng đó. Bây giờ mà giờ tuổi già dạ, quên. Quên ha. Lâu quá quên. Không nhớ thuốc nào luôn. Cũng nhớ chứ. Nhớ đâu tặng con coi. Bây giờ tặng về cái khoản nào cháu nói là mới thuộc về bên thiên văn giáo lý. Thiên văn giáo lý đi. Ừ. Hay là dạ. Bên kim cổ kỳ quan của kim ông Ba Thới. Của ông Ba Thới cũng được luôn, cái nào cũng được nhá. Ừ. Dạ. Đó, rồi sám giảng bốn cuốn. Dạ. Thấy không? Rồi giảng của Tứ Thánh. Dạ. Thuộc nhiều lắm, thuộc nhiều lắm bác. Ông thuộc nhiều lắm mà được. Dạ, thì ông đọc giả thì bây giờ bây giờ thiệt là cháu lên từ thiện đi rồi tao mới dám. Đúng rồi. Cháu lên từ thiện về cháu làm nằm ở tại tại tỉnh An Giang phải không? Dạ. Làm trưởng ban từ thiện phải không? Không, con đi quay từ thiện giúp đỡ bà con nghèo. Đi quay từ thiện hả? Dạ. Tưởng đâu làm trưởng ban từ thiện chứ để sao ai biết ở đâu. Ông ba đọc giả đi ba. Ông nằm trên võng bữa đó ông đọc hay quá à. Dạ. Ghiền. Bà con ta thích ông đọc giảng ta mới kêu con qua quay nè. Bà con ở trong từ thiện hả? Dạ, trong nước ngoài nước đồ này kia ta kêu dữ lắm. Bây giờ trong nước ngoài nước này để ông nói cho cháu nghe rõ. Thấy không? Dạ. Cái việc này nó không phải là tầm thường. Từ 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 rồi nó sẽ tới. Dạ. Bởi vậy đức thầy mà nói câu nè, mưa với nắng từ đấy sẽ biết ngày hôm nay đã khác xưa rồi. Nắng như mưa chẳng có, như đời trời với đạo là chung lo một nước. Kêu ông đọc giảng đi ba, ông nằm trên cái võng nè. Ra nằm võng đọc giảng nha. Đọc giả hay lắm mà ông quên rồi đó.
của anh ha. Dán mà chặt cháu muốn bốn con hà bên tôi xanh nè bên ông đọc một câu thôi. Một câu thôi, đọc câu thôi. Đọc một câu dài thôi nghe. Ông nằm trên cái giỏng ông đọc đó, ông nghe đó. Cho con cháu nghe đó. Đọc đây cho con cháu nghe hết nè. Rồi đứa nào làm giống hả? Để nói cái câu rút việc đời, đời và đạo. Dạ. Trong cái khoảng thời gian đó, dạ, ông cũng không biết nữa, mà từ từ nó tới. Khắp các nước biên di thương hại, dùng phép màu mới lập lại thượng quân. Là đây đời thượng quân đó em. Dạ. Lập lại mới tới đời thượng quân. Dạ. Đó. Phải mau nghe cho rõ tiếng đờn, không dây không phiến quán hận cũng không đờn tây rồi lại đờn đông, cách bao sông diễn mà gặp trong sông quên nguồn, tuồng đời nay như chỉ dối cuồng, chẳng lo sửa lại rồi đến ngày rất uổng công. Như cái chỉ mà nó rối vậy không hẳn mình gỡ. Dạ. Rồi có cái câu này nữa nè. Dạ. Là thầy mình mấy vườn tre của ổng lớn lắm. Dạ. Vườn tre trồng bão đó. Dạ. Minh mông cò chiều về nó đậu thôi là ốc trời không biết mấy ngàn con. Dạ. Đó. Rồi mấy thằng Tây Pháp, mấy thằng Tây Pháp mà quan đồ đó. Dạ. Yeah. Chạy bò bò lên. Nó nói ông Tư, ông Tư, ông cho tôi bắn vài con cò đặng đem về nhậu ông Tư. Cái thầy mình á, ông Tư đó, nó thôi, cò của tao nuôi, của tôi nuôi mà mày mấy ngày bắn được thì bắn. Ra bắn, không được con nào cả. Ông Tư ơi, bắn không có được con nào hết trơn. Nó bay đi hết trơn. Tôi nói, thầy mình đó, vậy. Tôi nói mấy sếp là cò tôi nuôi. Rồi bắn không được rồi thôi. Nhảy xuống bò bò chạy về mức nước. Đó là chạy về Long Xuyên á. Dạ. Chạy về mức nước sợ. Dạ. Đó, dễ thôi con. Có câu nào trong Kim Cổ Kỳ Quan không? Tặng luôn ông ơi. Dễ hả? Dạ. Trong Kim Cổ Kỳ Quan là của ông ba. Dạ. Thới. Ổng ra được 4 bổn tuồng. Dạ. Với mấy Kim Cổ Kỳ Quan, mấy bài thi ra rồi một nhiêu vậy nè, rồi ổng mới chết. Dạ, rồi ông tặng con bài thi đi. Mà ổng cắt cổ nha. Đi ông tổng cái. Đào khắp ông cắt cổ ông gì ông lấy cái khăn ông bịt lại cắt đứt thiệt tình cắt. Yeah. Cắt đứt cổ mà đứt mấy con họng này mà. Dạ. Yeah. Vậy mà ông cây giết ông giết ông ra được cái bổn tuồng. Bố ông Kim Cổ Kỳ Quan. Ghê vậy. Rồi mới chết. Vậy đó hả? Giờ dinh của ông bên kia kìa. Dạ. Cái xài